Siêu thị Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Hôm nay Bảo Khánh xin giới thiệu với quý khách bộ bát ăn tam đa bọc đồng. Bát ăn thì được vẽ họa tiết men lam bông tam đa phúc lộc thọ. Ở miệng bát và đáy bát thì được bọc đồng. Nếu như quý khách quan tâm sản phẩm, vui lòng liên hệ theo số hotline 0911 324 888 để được tư vấn và đặt hàng nhanh nhất.